ngày 17 tháng 10, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ nghi phạm trong vụ giết người xảy ra trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Thông tin ban đầu, nghi phạm được xác định là M, 27 tuổi, trú huyện Con Dẫy, Kon Tum. Ngày 14 tháng 10, M đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở khu vực trước bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Sau khi ra ngoài, khoảng 23 giờ ngày 15 tháng 10, M quay lại phòng cùng với chị H, 23 tuổi, trú huyện Đắk Lây, Kon Tum. Đến 11 giờ ngày 16 tháng 10, M rời khỏi nhà nghỉ. Lúc này, chủ nhà nghỉ thấy có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra phòng thì phát hiện chị H đã tử vong. Nhận tin báo, Công an thành phố Đà Nẵng nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh lai lịch đối tượng. Qua xác minh, các trinh sát xác định sau khi gây án, M rời khỏi hiện trường và đang ở trụ sở công an xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Hiện các lực lượng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.